Nếu nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời buồn lắm đấy. Mà nếu nhà mình toàn là đàn ông, chẳng có ai sẻ chia cùng ta. Một mái nhà hạnh phúc là cùng nhau vượt qua buồn vui. Hãy yêu thương từng nhát chia đời vì phụ nữ là số một. Có việc gì thì anh trình bày đi. Con đâu có việc gì đâu, con muốn đấm lưng cho bố thôi mà. Cái văn của anh ấy tôi không lạ gì nhá. Nhưng mà anh phải hiểu một cái điều thế này này. Anh có biết con hổ giấy nó như thế nào không? Hả? Con hổ giấy ạ? Nhìn thì nó oai phong lẫm liệt thế thôi. Thế nhưng mà ấy, không biết vồ mồi hay là gầm gừ gì đâu. Con muốn cái gì là con phải hỏi. Chứ hổ giấy như bố. Cái gì đấy? Hả? Làm sao? Dạ con này. muốn đòi bố mua một cái giày trượt phá tanh ạ. Con muốn mua một đôi giày trượt phá tanh, thế em xem có giải quyết. Mua bán gì hả? Con là không có mua bán gì sắt nhá. Học thì càng ngày càng kém, điểm càng ngày càng thấp, chả có mua bán gì cả. Mẹ cái gì, con đi ra con nhìn cái thằng Duy bạn con đấy, nó học hành nó phải cỡ đấy chứ. Nó học giỏi, bố mẹ nó đi ra ngoài đường, ôi dồi ôi, mặt cứ vẫn như là bánh đa nướng ấy. Còn con ấy, ôi trời, chỉ làm xấu mặt bố mẹ thôi. Mẹ này, mẹ lại điệp khúc đấy. Thế mẹ ở sống mẹ bạn Duy không? Mẹ thằng Duy làm sao? Hả? Mẹ bạn Duy tâm lý cực bố mẹ ạ. Mỗi lần mà bạn Duy được điểm cao ấy, là mẹ bạn Duy thưởng tiền đấy. Xong rồi cho đi ăn này, đi chơi này, đi xem phim này. Mà còn tiện thể khoe mẹ luôn đấy. Ai chẳng muốn có mẹ tâm lý như mẹ bạn Duy. Mỗi cái chuyện đấy thổi tưởng gì. Thôi được rồi, bây giờ mẹ sẽ treo thưởng nhá. Cứ mỗi một lần mà con được điểm 9, điểm 10 ấy mang về đây, mẹ thưởng hẳn cho 50.000, được chưa? Thật hả mẹ? Chắc còn gì. Yay, mẹ đúng là số 1 đấy. Mẹ nhá, còn tâm lý hơn khối người. Tâm lý hơn nhờ, khá quá nhỉ. Đi chợ đấy à? Tôi đi ra chợ xem có cái gì ngon mua về cho thằng bé. Mà chả có cái gì cả. Đang định lên đoạn kia xem có cái gì ngon mua về cho nó. Khiếp, chăm con thế bảo làm sao thằng Duy nó học giỏi thế. Chị có bí quyết gì chị bảo em đi. Bí quyết gì đâu, thằng Duy là tôi đâu phải đã là học giỏi, cũng bình thường thôi. Chị cứ khiêm tốn chứ. Em thấy thằng Duy lúc nào nó cũng học giỏi đứng đầu lớp như thế cơ mà. À, thì được cái là ở cái khu phố này thằng Duy nhà tôi cũng là học giỏi nhất đấy. Xuống nhỉ, thích thế gì. Trời ơi, nói thế mà cũng nghe được. Chả chịu cập nhật thông tin gì về con cả. Bây giờ ở cái khu này ấy, có đứa khác nó học giỏi hơn rồi. Wow. Ai đấy? Thằng Nam nhà tôi chứ còn ai. Ôi giời, tôi nghe thằng Duy nhà tôi nói thằng Nam lúc nào cũng ở top dưới. Ôi giời, thật này. Nói cho mà nghe nhá. Có nghe thấy cái câu mà các cụ dạy là 30 chưa phải là Tết không? Cho nên là đừng nói trước một cái gì cả, hiểu chưa? Đợt này ấy, thằng Nam nhà tôi là nó học khá lắm, điểm toàn cao nhất lớp đấy. Ủa? Bây giờ thằng Duy nhà chị mà chỉ là ở top dưới thôi. Ui già, kiểu thằng Nam này em thích nhất đấy. Sức bật nó tốt thế mà. Học kém như thế mà nó bật lên như thế thật. Này, đang ở top dưới nhá. Lên top đầu luôn. Rồi. Đang học tốt ý mà đi học lùi xuống chán lắm. Đúng. Chỉ có phương pháp dạy con học giỏi thế. Chị bày cho em đi. Được, chị sẽ truyền đạt cho em. Nhớ nhá. Đấy, thằng về đây này. Mẹ. Chào mẹ. Chào bác. Chào con. Con học hành cái kiểu gì mà lại để cho các bạn dẫn đầu là thế nào? Dạ, con có học tốt mà. Học tốt mà lại dưới bạn Nam à? Này, trả bạn. Ôi thôi, cất tiền đi. Tiền cái gì đâu? Cái gì thế hả Nam hả? Dạ. Tiền gì đấy? Tiền mày vay con mẹ ạ. Thế hả? Vâng, vay con. Không phải tiền đi thôi mẹ nhở? Không phải tiền cháu vay bạn ý đâu ạ. Đấy tiền hợp tác đấy ạ. Cái gì? Tiền hợp tác á? Thế là tên hả ở Nam? Đâu mẹ, tiền hợp tác cứ trêu tôi. Là thế nào hả Duy? Tiền hợp tác gì đâu mẹ. Nam bảo Nam lên điểm cao thì mẹ Nam sẽ thưởng tiền. Còn muốn được thưởng tiền thì trong giờ kiểm tra cháu sẽ ném bài cho Nam.
Khi Nam được tiền, Nam sẽ chia cho cháu một nửa. Thế á? Còn tại vì Nam trình bày sạch sẽ, viết đẹp hơn nên điểm lúc nào cũng cao hơn cháu bác ạ. Hả? Hóa ra là như thế à? Trời ơi! Nam! Dạ. Tại sao con lại bày ra cái trò đấy hả? Dạ. Trời ơi! Mày... Cháu cá giống ai thế à? Đi về đây. Về đây tao cho biết thế nào đấy. Đi về! Chết tưởng thế nào? Một mái nhà